Hello. Hello cả nhà. Oh, chào Ruby. Ruby Nguyễn, chào Ngọc Nho. Chào Trương. Xíu nữa chúng ta có 3 phút để chào hỏi nhau, sau đó thì chúng ta sẽ chia sẻ về dự án VinCity nhé. Như theo lời Tịnh có chia sẻ ở trên đấy thì trải qua 2 ngày vừa rồi, Tịnh có tham gia về cái team building của bên Vin về cái việc mà ký kết cho cái dự án đánh VinCity Gen Bắc, thì chúng ta có những một số những cái thông tin cũng giống như là để giải đáp một số những cái thắc mắc của các bạn, cũng giống như những câu hỏi của khách hàng mà khi các bạn mà tham gia bán Vin ấy thì các bạn gặp những khó khăn ấy, thì sẽ có những cái giải đáp của Tĩnh luôn. Hello em, cậu út lâu quá không gặp, dạo này bán gì đấy em? Chào Vũ, chào sếp Vũ. À, 2 ngày vừa qua Tĩnh trải qua cái team building với bên tập đoàn Vingroup á, thì cái sự kết nối thấy vô cùng ý nghĩa. Đó là bất kỳ một trận đánh nào nếu như chúng ta cùng hiệp lực thì ắt sẽ thành công. Chào em Ly. Đi Huế vừa rồi đi về có vui không em? Chào Phan Linh. Ok em, hàng không có thiếu em. Cậu út. Chào sếp Thanh. À vui lắm à. Trời ơi tôi chưa đi Huế bao giờ này. Vừa sau đi nhớ rủ chị nhá. Chào Dự. Ông về khi nào về Việt Nam đấy? Cảm ơn em, cả em Ly. Em cũng vậy đấy. Mục tiêu năm nay phải hoàn thành nhá, Ly. Chào Khanh. Ly là mục tiêu về mua nhà cho mẹ thì đã làm xong rồi. Vậy thì chúng ta phải thực hiện cái mục tiêu mà lớn nhất. Chào bạn Thúy. Sắp về rồi à? Dự khi nào ông về đấy? Về nhớ vào thành phố Hồ Chí Minh chơi nhé. Về cưới vợ à? À, làm Phú Quốc à? Ừ. Sắp rồi á? À? Ly sắp rồi á? À? Mừng thế. Thế bữa nào ra mắt đây? À. Phú Quốc thì nó vẫn là một cái thị trường mà vô cùng tiềm năng. Nó là giống như là một hòn đảo ngọc. Và Phú Quốc dự kiến thì tầm khoảng 5 năm đến 10 năm nữa thôi thì cũng sẽ không khác gì một cái hòn đảo của Singapore. Và Phú Quốc nó sẽ phát triển tốc độ mạnh hơn là vì hiện nay nó đang có cả nguồn đầu tư tài chính trong nước và ngoài nước. Cho nên là đầu tư Phú Quốc thì nó cũng là một cái kênh vô cùng tuyệt vời. Vậy hả? Dạo này già quá rồi cho nên nhăn hết rồi đây này. Ông về ông nhớ mua mua đấy, đúng rồi đấy, mua kem chống nắng cho tôi, cảm ơn chứ. À, chào bạn Hạnh. Hạnh là đang nôn mua nhà lắm rồi đây này, đúng không? Chào Mai Lan. Chào Phương, chào đệ. Baby khỏe chứ hả? Ê, chào sếp. Sếp đang ở Vũng Tàu mà sếp vẫn lên à? Chào sếp Vi.
Chúng ta sẽ có 3 phút chào nhau và sau đấy thì các bạn có câu hỏi nào mà liên quan đến sản phẩm của Vin. Thứ nhất chúng ta gồm hai phần ha, giải đáp cho các bạn môi giới những sản phẩm mà những cái thông tin liên quan đến Vin. Các bạn muốn có những câu hỏi nào các bạn hỏi thì các bạn cứ đặt đi, Tịnh sẽ trả lời đúng vào những cái thông tin mà mới nhất cũng giống như là những cái thông tin mà chính thống mà Tịnh nhận được từ từ Vin. Còn lại cái phần thứ hai đó là phần hỏi đáp dành cho một số các bạn, đặc biệt là có một số bạn của Tĩnh là cũng đang có quan tâm đến cái dòng sản phẩm căn hộ của VinCity để các bạn sở hữu nhà. Vin thì VinCity thì có hiện nay đang triển khai đó là Vin ở Hà Nội và Gia Lâm, Hà Nội và Vin ở Sài Gòn ở quận 9. Thì cái mục mà dành cho khách hàng quan tâm đến sản phẩm của Vin thì chúng ta sẽ được trả lời sau sau cái phần mà của các bạn môi giới trước ha. Ôi, chào Vân, em đi đâu đấy? Chào Thủy Lê. Chào em. Bữa nào chắc phải uống cà phê thôi. Các bạn có câu hỏi nào liên quan đến Vin thì các bạn cứ cứ gõ vào đi ạ. Tính sẽ nốt lại xong rồi tính sẽ trả lời. Chào em gái, chào Hương. Ơi, chào người đẹp không? Nhìn càng ngày càng xinh. Chắc chắn rồi, qua lễ qua tuần. À, qua tuần thì chị lại kẹt cái lịch là ngày 20, 21 thì chị bay ra ngoài Bắc. Sau đấy thì phải cuối tuần chị làm một cái sự kiện ở Nha Trang. Cuối tuần là ngày 25 thì tập đoàn Keller William có làm một cái sự kiện dành cho người môi giới ở Nha Trang. À, thì các anh chị nào mà ở Nha Trang hoặc là các bạn nào đang ở Nha Trang có quan tâm thì chúng ta sẽ liên hệ với lại đội ngũ của chúng tôi ha, tại Nha Trang để chúng ta sẽ có một cái buổi chia sẻ trực tiếp về sản phẩm Vin và những cái liên quan đến trong quá trình bán hàng tại Nha Trang luôn. Thủy là đang đầu tư vào Vin đúng không? Muốn đầu tư vào Vin đúng không em? Mua thôi chứ, đầu tư thôi chứ. Vin là cơ hội mà. Chào anh Học. Chào Hoành. Nha Trang là cuối tuần này là 9 một trận ở như Đà Lạt đúng không? Chúc anh em, tất cả các anh em ở Đà Lạt lần này là làm một cái sự kiện thành công ha. Chỉnh lại webcam cho nét á. Ha. Chỉnh lại webcam cho nét à. Thấy chưa? Thấy mặt tôi chưa? Mọi người có thấy thấy rõ không ạ? Là sao Lý? Nét căng. Đấy, thấy chưa? Hello các anh em. Rồi, các bạn nào có câu hỏi nào, các bạn gõ vào đi ạ, để tính trả lời. Chúng ta sẽ có 30 phút này ạ. Ngày mùng 2 tháng 12 thì tập đoàn VinGroup sẽ bắt đầu một cái sự kiện, đó là lễ ra quân hoành tráng và lớn nhất cho sự kiện môi giới với quy tụ khoảng là 15.000 môi giới tại thành phố Hồ Chí Minh cũng giống như một số các tỉnh lân cận sẽ tham gia vào sự kiện này. Thì trong những cái sự kiện được đón đợi và chờ đợi của các anh em môi giới, tôi cũng chia sẻ đó là một nét sơ qua về sản phẩm của Vin. Khi chúng tôi làm sản phẩm của Vin á, thì một điều phương châm của tôi làm trong ngành nghề môi giới đó là gì ạ? Là phải uy tín, mang lại được cho khách hàng. Và cái uy tín đó nó không chỉ cộng hưởng bởi từ một người môi giới mà nó còn được cộng hưởng từ cả chủ đầu tư luôn. Vì sao ạ? Người môi giới thì khi tư vấn thì đương nhiên rằng là sẽ tư vấn những cái thông tin của chủ đầu tư đưa ra, và ngược lại thì chủ đầu tư sẽ là một trong những người phải có trách nhiệm khi làm cái sản phẩm môi giới.
Tuy nhiên, các bạn cũng biết rồi đó, thì trong cái việc mà sản phẩm của thị trường không phải là nói gì là đều làm được hết. Nhưng tôi đánh giá cao về tập đoàn Vingroup khi năm 2014 cũng bằng cái thời gian tháng 11 như thế này, thì chúng tôi có đánh sản phẩm của Vinhome Central Park, thì toàn bộ những cái thông tin cũng giống như là thông tin về sản phẩm, chất lượng về sản phẩm và những cái quan trọng, ví dụ như rằng là đối với những dự án đang xây, ví dụ như là khi nào bàn giao nhà và dự kiến bàn giao nhà thì có được đúng theo cái lộ trình của bàn giao nhà hay không, thì một điều đó là chắc chắn 100% đó là đối với tập đoàn Vingroup về tiến độ bàn giao nhà thì các bạn không cần phải lo lắng gì cả. Vì sao ạ? Vì tập đoàn Vingroup luôn luôn, thậm chí là bàn giao cả trước cái thời gian mà dự kiến trên cái hợp đồng của mỗi khách hàng ký. Và đương nhiên về mọi mặt về tiện ích thì gần như là chủ đầu tư luôn luôn bàn giao những cái tiện ích, ví dụ như là công viên hoặc là trường học hoặc là trung tâm thương mại, thì luôn luôn đi kèm để cho khách hàng là khi mà nhận nhà thì khách hàng luôn luôn sẽ là gì ạ? Là đã có tiện ích để sử dụng luôn, chứ nó không giống như một số những dự án khác là chủ đầu tư chỉ tập trung xây dựng nhà thôi và sau đó mới đi làm tiện ích. Riêng Vin thì để làm luôn luôn là quy trình ngược lại, tức là làm tiện ích song song luôn với kể cả việc bàn giao nhà, và đáp ứng được cho cái việc là nhu cầu của cư dân, đó là khi nào mà về ở là tiện ích phải đi về kèm luôn. Chào Dung, super của hiện nay là Dung cũng đang có một cái tỷ lệ bán Vin khá tốt và đang là một trong những người mà đứng đầu về tỷ lệ mà khách hàng đặt chỗ của Vin VinCity. Câu hỏi của em Vân đó là căn hộ bán hết rồi mới bán nhà phố đúng không? Thì qua một cái hôm qua chúng tôi đã được chia sẻ về cái lộ trình của ra sản phẩm. Điều đầu tiên đó là chủ đầu tư cũng sẽ ra sản phẩm về căn hộ trước, và tôi cũng chia sẻ các bạn luôn, đó là 90% sản phẩm của Vingroup đối với sản phẩm của VinCity thì luôn luôn nhắm đến đó là những đối tượng là khách hàng mua để ở. Vì các bạn cũng biết rồi đó, nhu cầu để ở thì đang rất chi là bị khát về thị trường, cũng giống như là cái việc là khi các bạn trưởng thành, các bạn có một cái sự nghiệp ổn định thì các bạn mong muốn rằng là mình mua được, sở hữu được một căn nhà. Tuy nhiên mình sẽ gặp những cái khó khăn, ví dụ như là bây giờ nếu như mà để có 1 tỷ hoặc là 2 tỷ mua nhà cùng một lúc thì sẽ rất chi là khó. Chính vì như vậy cho nên là sản phẩm của Vin đi ra nó giống như là một cái cơn mưa làm giải khát của thị trường, vì chính sách của Vin là cho vay lên tới là 35 năm. Chính vì như vậy cho nên rằng là gì ạ? Nó sẽ giải quyết được cho cái việc rằng là khách hàng mua nhà, các bạn chỉ cần là gì ạ? Số tiền chỉ trong vòng tầm khoảng 200 cho đến 300 triệu thôi, là mình thanh toán cái thời gian, cái đoạn đầu thôi, là trong vòng 6 tháng thôi là mình có thể là mua được nhà rồi. Và cái điều kiện giống như em Vân hỏi đấy, là Vin sẽ bán căn hộ thì đương nhiên là cái ngày mùng 2 tháng 12 sau cái lễ ra quân đấy thì mình sẽ bán căn hộ trước. Và đặc biệt đó là gì ạ? Cái lượng RON của chủ đầu tư là bán cái phân khu 1 á, của chúng tôi dự kiến là 10.000 căn, thì hiện nay là cái số lượng đặt chỗ ngày hôm qua thì cái chúng tôi họp đó đã công bố lên tới là gì ạ? Nó lên tới 20.000 cái đặt chỗ rồi. Thì các bạn biết rằng là một cái con số mà vô cùng là gì ạ? Bất ngờ cho cái sản phẩm của Vin. Chính vì như vậy cho nên rằng là các sếp trong tập đoàn Vin cũng quyết định là sẽ là gì ạ? Ra hai phân khu luôn cùng một lúc để mà giải quyết được cái vấn đề hàng hóa cho tất cả các bạn môi giới đang có một lượng khách lớn. Và khi ra hai phân khu này xong thì dự kiến là trong vòng khoảng 1 đến 2 tháng thôi là nó cũng sẽ hết hàng. Và sau đó thì chúng ta sẽ là ra một cái lượng nhà phố. Vì lượng nhà phố của sản phẩm Vin ấy, thì các bạn đã biết rồi ạ, nó chỉ tầm khoảng là cả biệt thự nữa thì nó chỉ có khoảng là 1.600 căn thôi. Và lượng nhà phố thì khách hàng, những khách hàng sĩ đầu tư họ cũng đã đặt một cái khối lượng khá lớn. Ví dụ như cụ thể là ở Sài Gòn Home thì khách hàng cũng đã đặt lên tới con số là vài trăm khách rồi cho nhà phố rồi. Cho nên là cái việc nhà phố thì tôi nghĩ rằng là nếu như các bạn làm môi giới thì các bạn không nên chú trọng nhiều quá. Tại vì sản phẩm đó thì tôi nghĩ rằng là bán chưa đầy một nốt nhạc là đã xong rồi. Và hiện nay thì cái phần môi giới của mình ấy, đối với căn hộ là nó lên tới 44.000 căn hộ. Các anh em cứ phải hình dung là bình thường nếu như các bạn đang khao khát sở hữu một căn, muốn mua nhà và sở hữu căn hộ của VinCity, thì tôi nghĩ rằng là các bạn tham gia thị trường môi giới rồi, các bạn cũng biết khi mà mình bán hàng thì với sản phẩm của Vin tôi ước lượng, tôi nhận tính ấy, thì các bạn chỉ cần bán từng khoảng là
25 cho đến 30 căn là các bạn cũng đã có đủ tiền để có thể mua được một căn hộ ở tại Vin. Tại vì căn hộ tại Vin á, thì nó có giá khởi điểm là tầm khoảng 800 triệu cho đến 1 tỷ đối với căn một phòng ngủ. Còn căn hai phòng thì nó sẽ có mức giá là từ 1 tỷ 2, 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 7 tùy theo hướng, tùy theo view và tùy theo tầng luôn. Cho nên rằng là đối tượng nếu như các bạn quan tâm đến cái căn hai phòng để mình mua để ở lâu dài á, thì nó cũng vô cùng tuyệt vời. Để các bạn có thể ở được luôn. Còn đối tượng nữa đó là một căn 3 phòng là các bạn ở cả gia đình hai thế hệ hoặc ba thế hệ, đó là ông bà mình có thể ở được luôn. Thì với những cái thiết kế của Vin nó vô cùng thông minh nữa và linh hoạt nữa thì các bạn biết rồi, tận dụng được tối đa các không gian và diện tích trong nhà. Tôi có một cái bộ xe kíp của sản phẩm của Vin tương đối đầy đủ, bao gồm cả thiết kế layout, và ngoài ra tôi còn có luôn để cái cách học 8 bước sản phẩm, học sản phẩm một cách nhanh nhất và ngấm sản phẩm một cách gọi như là gì ạ, không bao giờ có thể quên được. Nếu như ngày hôm nay các bạn xem cái video, cái live stream của tôi ấy, mà các bạn có thể share để cho những người bạn của mình có thể nắm được những cái thông tin mà tôi chia sẻ, thì tôi sẽ gửi các bạn, để lại email luôn. Tôi sẽ cho bộ phận hỗ trợ của tôi sẽ gửi luôn cho các bạn hai cái bộ phận tài liệu. Một là cái siêu kíp, các bạn có thể là gì ạ, làm tài liệu để mà bán hàng luôn. Hai đó là cái cách 8 bước học sản phẩm để làm sao mà mình là người, vì khi trong môi giới các bạn là một chuyên gia, các bạn khẳng định mình là một chuyên gia môi giới thì các bạn phải là người hiểu sản phẩm hơn và phân tích được những cái lợi thế cho khách hàng, thì từ đó mới giúp được cho khách hàng là gì ạ, mua đúng sản phẩm, và một cái mua đúng sản phẩm để mà sau này mình sẽ không cần phải đổi với những dòng sản phẩm khác trong vòng khoảng chừng 2 năm 3 năm gì đấy. Hello Cường, thì đó là tôi có là những cái món quà mà tôi sẽ dành tặng riêng cho các bạn. Khi các bạn ngày hôm nay các bạn xem và các bạn muốn muốn lấy cái sale kíp hoặc là cái 8 bước bán hàng, 8 bước của sản phẩm thì các bạn cứ để lại email ha. Tôi sẽ cho đội ngũ tôi sẽ gửi về. Gần khi nào vào thành phố Hồ Chí Minh? Chào Trình. Có khách hàng quan tâm đến sản phẩm của Vin không Trình? Và có những cái câu hỏi nào mà trong quá trình bán hàng mà bị gặp vướng mắc ấy thì cứ nốt lên ha. Tính sẽ giải quyết, hỗ trợ các bạn. Và các bạn biết một cái điều gì không ạ? Với sản phẩm của Vin ấy thì tôi nhắc lại một lần nữa, đó là gì ạ? Chính sách của Vin thì chính sách của Vin thì các bạn biết rồi, hỗ trợ khách hàng vay lên tới 35 năm, và nó có một cái chính sách của ngân hàng đó là gì ạ? Các bạn vay 50% thì không cần phải chứng minh thu nhập luôn. Nó vô cùng tuyệt vời luôn ở yếu tố đó các bạn ạ. Và sản phẩm của Vin cũng là một trong những sản phẩm đặc biệt với cái thời gian mà vay dài nhất. Tôi ví dụ như là nếu như các bạn đang ở độ tuổi 25 thì cái độ tuổi mà của ngân hàng ấy, ngân hàng Techcom họ cho vay là lên tới 70 tuổi, tức là giới hạn độ tuổi là 70, thì điều đó có nghĩa là các bạn đang ở độ tuổi 25 thì các bạn dư sức để vay được cái thời gian dài là 35 năm. Với cái chương trình mà vay 35 năm như vậy ấy thì các bạn biết rồi đó. Tôi chi ra một tháng nó rớt vào tầm khoảng là 4 4 triệu 6 thôi. Nếu các bạn mua một cái căn mà một phòng ngủ với diện tích 30 mét thì nó chỉ bằng cái tiền mà các bạn đi thuê nhà trọ. Thì tôi rất khuyên và rất mong rằng là khi các bạn có khả năng để mà mình mua được sản phẩm thì mình nên mua luôn, vì đây là cơ hội. Tại vì cơ hội thì nó không có quá nhiều, nhiều đến mức mà để mà mình có thể sở hữu hoặc là mình có thể mua bất kỳ sản phẩm nào. Nhưng mà tôi tin rằng là nếu như các bạn có một cuộc sống ở trong Vin, cụ thể ví dụ như là tôi cũng đã sở hữu những bất động sản của Vin và căn hộ của Vin, thì điều đầu tiên đó là tôi thấy rằng là gì ạ, cái cuộc sống ở đây nó luôn luôn được gói trọn trong một cái tiện ích đầy đủ, mà nó giúp tôi có thể là tối ưu hóa được về cái thời gian, ví dụ như là về tiện nghi công viên hoặc là trường học, đặc biệt là trường học. Với tôi là một người có gia đình bận rộn thì tôi quan tâm nhất là cái vấn đề mà học hành của con cái. Khi khi các con đến độ tuổi mà đi học á, thì vô cùng nhức đầu là không biết là chọn trường nào. Bây giờ thì Vin ra thì đã giải quyết được cái bài toán mà bấy lâu nay tôi đau đáu, đó là cho con học ở đâu. Bây giờ cả hai đứa nhỏ nhà tôi thì đang học ở Vin, và vô cùng tuyệt vời. Các bé có những cái sự trải nghiệm
học ở bởi những kiến thức văn hóa. Nhưng ngoài ra thì Vin áp dụng những cái giáo trình của nước ngoài dạy về những cái sự trải nghiệm cho các bé để các bé trưởng thành hơn. Các bạn cũng xem Facebook của tôi, các bạn thấy rằng là con tôi đó nó có những cái trải nghiệm mà là gì ạ, vô cùng tuyệt vời trong vòng những tuần qua. Và tôi hỏi nó là con có thích học không hay là học ở đây con nhận được gì, thì bé kể rất nhiều về cái việc mà bé nhận được khi học ở trường. Chào Hằng, chào chị Mỹ Anh. Vân, em nghe nói là cái tỷ lệ căn hộ 2 phòng ngủ đúng không? Cái tỷ lệ căn hộ 2 phòng ngủ thì đương nhiên là Vin đang nhắm đến những cái đối tượng là những cặp vợ chồng trẻ có gia đình, ví dụ như là một con hoặc 2 con, cho nên là cái tỷ lệ mà căn hộ 1 phòng ngủ và một phòng ngủ, căn hộ 2 phòng ngủ và một 2 phòng ngủ cộng một đấy, thì nó chiếm đến 60% của giỏ hàng. Là chính xác. Tại vì giống như là tôi thấy cái tỷ lệ này nó cũng hoàn toàn phù hợp với cái việc là mong mỏi mua một căn hộ của gia đình. Vì 2 vợ chồng 2 đứa con thì luôn luôn muốn mua căn hộ 2 phòng, điều đó là điều hiển nhiên vì chúng ta muốn thiết lập một cái cuộc sống lâu dài hơn cho cái vấn đề tương lai của mình. Và có một một số khi cái buổi mà trao đổi chúng tôi là trong cái sự kiện bảo là cái tỷ lệ mà căn hộ 2 phòng ngủ và 2 phòng ngủ cộng 1 như vậy nó lớn như vậy thì liệu có nhiều không, nhưng quay lại tất cả những cái chỉ tiêu mà của các sàn hiện nay đang giữ chỗ ấy, thì ngay kể cả đến sàn Keller của chúng tôi thôi, thì cái tỷ lệ mà căn hộ 2 phòng ngủ này nó cũng đang được chiếm tỷ lệ đông nhất, về là nó chiếm gấp đôi luôn, gấp ba luôn so với lại những cái căn hộ khác. Cường sắp vào thành phố Hồ Chí Minh à? Khi vào nào vào thì alo cho chị. Chào Hằng. Có câu hỏi nào không Hằng? Bán hàng quá trời, có gặp những cái thắc mắc nào không? Hoặc cái nào mà mình chưa xử lý được không? Thì cứ nốt lên nhá. Và có một điều mà tôi thấy là ví dụ như tôi bán hàng ấy thì khách hàng thường quan tâm nhất ở những cái yếu tố mà tôi nghĩ các bạn sale nên nắm, các bạn nên nên đi sâu hơn, đó là các bạn nên đọc những cái chính sách, những cái phương thức thanh toán của chủ đầu tư. Để vì sao ạ? Vì mình khi mình nắm được cái phương thức thanh toán của chủ đầu tư như vậy ấy, thì mình cũng sẽ giúp được cho khách hàng của mình có được cái sự lựa chọn tốt nhất. Ví dụ như tôi thấy rằng là cái sản phẩm của VinCity Ocean Park ở ngoài Hà Nội ấy, thì chính sách của chủ đầu tư đưa ra rất rõ ràng. Chủ đầu tư có 3 cái option dành cho khách hàng khi mua căn hộ. Điều đầu tiên đó là khách hàng mua và thanh toán bình thường theo tiến độ của dự án trong vòng 18 đến 24 tháng, là mỗi một đợt chia nhỏ ra 10% và kéo dài cho đến khi mà mình kết thúc, đến lúc mà mình nhận bàn giao nhà. Đấy là phương thức thanh toán chuẩn theo tiến độ của dự án. Một cái phương thức thanh toán thứ hai đó là dành cho khách hàng phương thức thanh toán nhanh, đó là khi khách hàng mà ký hợp đồng, khách hàng thanh toán luôn 95% thì được chủ đầu tư chiết khấu 11% trên dòng tiền. Và một cái phương thức thanh toán nữa đó là phương thức thanh toán thông qua hình thức ngân hàng. Các bạn cũng biết rồi, thì khi nếu như mình là người vay ngân hàng thì ngân hàng sẽ giải ngân theo 2 yếu tố như sau. Một là giải ngân theo phương thức thanh toán chuẩn, là giải ngân theo từng đợt của chủ đầu tư. Và khi mình nhận nợ như vậy thì mình cũng sẽ là người sẽ trả lãi. Tuy nhiên chủ đầu tư có một cái phương thức thanh toán tôi chia nhỏ ra, tôi chia làm hai thành phần luôn. Một là thanh toán nhanh, có nghĩa là khi các bạn đi hết 30% vốn tự có, ngân hàng giải ngân cho vay 70% thì chủ đầu tư sẽ áp dụng luôn chính sách là đó là thanh toán chiết khấu thanh toán sớm cho khách hàng. Một là khách hàng sử dụng cái số tiền chiết khấu thanh toán 11% như tôi vừa nói đó, thì khách hàng sẽ ví dụ như căn 1 tỷ đi, mình chiết khấu 11% đi thì là nó tầm khoảng 101 chẳng hạn, thì các bạn sử dụng 101 đó và chi trả cho ngân hàng sẽ được đít cao trên hợp đồng. Hai là khách hàng không nhận cái chiết khấu thanh toán sớm đó, mà khách hàng sẽ là gì ạ? Khách hàng sẽ là được sự hỗ trợ, tức là được chủ đầu tư hỗ trợ trả lại thay cho khách hàng trong vòng 21 tháng. Với cái chính sách mà trả lại thay trong vòng 21 tháng thì tôi thấy vô cùng tuyệt vời. Vì ở yếu tố là khi khách hàng mua nhà, tôi ví dụ như mua căn 1 tỷ thì khách hàng chỉ cần bỏ ra 30% trong vòng chi nhỏ cái phần 30% đó ra đến lúc mà mình thanh toán hết 30% đó, thì khi đó ngân hàng sẽ nhảy vào giải ngân hết cho chủ đầu tư luôn. Thì
Tôi ví dụ lại là cái căn hộ mà 1 tỷ chẳng hạn thì khách hàng chỉ có bỏ ra 300 triệu thôi. Phần còn lại ngân hàng giải ngân cho chủ đầu tư luôn theo phương thức thanh toán là một lần. Thì điều đó có nghĩa rằng là trong vòng 21 tháng, tôi ví dụ như là tháng 12 năm 2018 là khách hàng mua cái căn hộ đó 1 tỷ, thì cho đến 21 tháng các bạn đếm trở về cho đến là có gì ạ, qua năm 2020 khách hàng mới phải bắt đầu trả tiếp cái số tiền của mình. Điều đó có nghĩa rằng là tôi ví dụ bài toán như thế này, khách hàng mà vay mua, khách hàng mua nhà thì bây giờ có phải là khách hàng chỉ cần là gì ạ, thanh toán theo từng đợt của chủ đầu tư trong cái đợt mà ví dụ như đợt 1 là 10% thì nó tương ứng với lại là 100 triệu, đợt 2 nó là 10% thì nó cũng sẽ tương ứng với cái phần là 100 triệu tiếp theo, đợt 3 thì nó cũng sẽ tương ứng 100 triệu thì nó sẽ cũng sẽ là gì ạ, 10%. Thì theo cái phương thức thanh toán tại thành phố Hồ Chí Minh ấy, tôi nói là cái sản phẩm mà Genpark của tại Sài Gòn đi, thì nó chỉ có 10% là khi ký hợp đồng, tiếp theo là 3 tháng sau là mới thanh toán tiếp 10% nữa, và tiếp theo 3 tháng sau nữa thì mới thanh toán 10% nữa. Điều đó có nghĩa rằng là riêng cái cục mà 30% thôi là các bạn đã được thanh toán trong vòng là gì ạ, 6 tháng để control. Thì khi mà thanh toán đủ 30% ngân hàng nhảy vào giải ngân, thì điều đó có nghĩa rằng là được hỗ trợ. Nếu như chính sách ở tại thành phố Hồ Chí Minh giống như chính sách ở Hà Nội thì sẽ được gì ạ, hỗ trợ trong vòng 21 tháng mà khách hàng không cần phải trả lãi, vì chủ đầu tư sẽ là người trả lãi thay bằng cách hợp đồng, tức là sẽ có hợp đồng ba bên giữa khách hàng với ngân hàng và chủ đầu tư. Trách nhiệm của chủ đầu tư là thể hiện trả lãi thay cho khách hàng ở cái điều khoản đó, chứ các bạn không có nhầm hiểu rằng là ngân hàng cho mình không cái khoảng 21 tháng đó, mà cái phần đó là từ chủ đầu tư sẽ ứng ra để mà chi trả cho khách hàng, thay cho cái việc là khách hàng thanh toán sớm hết luôn một lần của cái tín độ 95% khi có ngân hàng can thiệp vào. Các bạn có hiểu điều này không ạ? Có ai không hiểu điều này không ạ? Cái này nó vô cùng quan trọng đó các bạn. Vâng, điều đó có nghĩa rằng là tôi vừa nói các bạn ấy, là nếu như mà mua cái căn mà 1 tỷ á thì là đều là gì ạ? Với các bạn sale á là vô cùng dễ để đạt được mua nhà, và tôi khuyến khích các bạn nên mua. Là vì sao ạ? Các bạn chỉ cần bỏ ra 100 triệu thôi, và tiếp theo thì các bạn nếu như các bạn bán Vin thì tôi thấy là cái việc mà để có 100 triệu của 3 tháng sau á thì vô cùng dễ. Bình thường mỗi một căn, mỗi một tháng các bạn chỉ cần bán 4 đến 5 giao dịch thôi là các bạn đã đạt được cái con số là có 100 triệu tiếp theo của cái đợt 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 sau rồi để mà mình thanh toán. Tương tự như vậy, tôi tin chắc rằng là với 6 tháng các bạn làm Vin thì các bạn bán hàng, các bạn có thể kiếm đủ luôn hoặc thậm chí là dư luôn với cái số tiền mà 300 triệu mà vốn tự có để mà mình mua căn hộ. Phần còn lại thì mình được hỗ trợ lên tới 21 tháng. Điều đó có nghĩa rằng là 21 tháng đó thì sao ạ? Thì mình có trong vòng gần 2 năm, gần 2 năm đó thì các bạn nghĩ đi, mình có để dành thêm được không? Mình bán Vin thì mình có thể kiếm tiền thêm được không ạ? Dư sức đúng không ạ? Vâng, và cái số tiền đó thì các bạn cứ để dành cho khách hàng, mình cứ để dành qua đến cái mốc của 21 tháng thì mình sẽ có hai trường hợp là gì ạ? Nếu như lúc đó tôi đang vay của ngân hàng là 700 triệu đi, thì lúc đó tôi có thêm 300 triệu đúng không ạ, hoặc là 200 triệu thì tôi có thể trả trước cái phần đó cho ngân hàng mà tôi sẽ không bị phạt lãi suất tất toán. Cái phần mà lãi suất tất toán á, thì trong cái thời gian ưu đãi của 21 tháng đó thì chủ đầu tư sẽ là gì ạ, hỗ trợ cái phần trả luôn cái phần lãi suất tất toán cho khách hàng luôn, mà khách hàng không cần phải lo gì hết. Phần còn lại thì các bạn còn 500 triệu chẳng hạn, thì các bạn vay 35 năm, tôi tính ra luôn cái số tiền. Tại sao các bạn không nên vay 10 năm hay là 5 năm? Tại vì làm như vậy mình rất mất công, vì nguyên tắc của ngân hàng là sau 5 năm mình trả lãi á, mình trả hết một lúc cũng cũng được, vì ngân hàng lúc đấy nó sẽ không phạt mình lãi suất kế toán nữa. Cho nên mình vô vô tư mà vay maximum luôn, tại vì mình biết đâu được trong quá trình mình vay, bây giờ mình dự kiến là mình vay 5 năm hay 10 năm, nhưng sau đó thì sao, cái dòng tiền của mình nó bị gặp sự cố á, hoặc là mình có một kênh đầu tư khác thì mình lại vẫn tiếp tục vay, và mình dùng cái tiền tiền kia của mình có thể đi đầu tư hoặc là làm một cái công việc nào đó. Thì khi nào mà mình qua hết thời gian 5 năm mình trả là xong, không có ảnh hưởng gì hết. Câu hỏi của bạn Hạnh là
tức là lại đó chủ đầu tư trả hộ cho mình, đúng rồi, như tỉnh đã chia sẻ đấy. Thì cái phần đó là chủ đầu tư sẽ trả hộ cho mình trong vòng 21 tháng. Bạn Hạnh đang quan tâm đến là, tôi thấy là bạn Hạnh đang quan tâm đến cái sản phẩm của VinCity của Ocean Park ở ngoài Hà Nội. Ở Hà Nội là nó đã có chính sách rồi Hạnh ạ. Rất rõ ràng luôn là được hỗ trợ luôn 21 tháng. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì đang chờ cái chính sách mà để được phê duyệt là 21 hay là 24 tháng. Thì chắc là trước cái ngày mà lễ ra quân của ngày mùng 2 tháng 12 á, thì ở tại thành phố Sài Gòn cũng cũng sẽ có chính sách thôi. Hà Nội thì có luôn rồi nha Hạnh. Vô cùng tuyệt vời. Cho nên là tôi nghĩ rằng là bạn nên mua đi. Tại vì một căn mình có thể lựa chọn là cái căn hộ 2 phòng ngủ, nó diện tích là khoảng 55 mét đấy. Tôi thấy giá của nó là tầm khoảng dao động khoảng là 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 4 một căn. Điều đó có nghĩa là nếu như mà với một bài toán là bạn Hạnh hôm nay có hỏi tôi, nhưng tôi nói là tôi để tối nay tôi sẽ giải đáp luôn cho bạn, thì điều đó có nghĩa rằng là bạn cứ tính đi, bạn chỉ cần control 30% của số tiền của một căn 1 tỷ 2 thôi là bạn đã có thể mua nhà rồi. Nhưng tuy nhiên cái số tiền 30% 30% 1,2 mà nhân với lại 30% thì điều đó có nghĩa là bạn chỉ cần có 360 triệu. Nhưng 360 triệu này bạn có thể trả từ từ cũng được. Tức là bạn sẽ trả theo cái tín độ của chủ đầu tư, là khi mà ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc ấy, nó chỉ là 10% thôi chứ không phải là đưa hết 360 triệu. Bạn áp dụng theo cái chính sách đấy luôn thì nó sẽ tốt hơn. Và sau đó thì theo cái tín độ là 3 tháng sau thì sẽ thanh toán tiếp 10% nữa. Bạn Hạnh có hiểu không ạ? Hạnh ơi. Vâng. Và cái chính sách của Hà Nội thì đã có rồi. Nếu như mà bạn muốn đọc kỹ hơn thì chút xíu nữa tôi sẽ gửi cho bạn qua Zalo để bạn nắm luôn về chính sách này. Chính sách này là cũng giống như là một phần của chính sách ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thành phố Hồ Chí Minh thì do sản phẩm ra sau, cho nên là chúng ta chỉ còn có một số những cái thông tin nhỏ nữa thôi là xong hết rồi đó các bạn. À hiểu rồi. Ok, vậy thì điều đó có nghĩa rằng là với bài toán mà bạn mua nhà ấy thì bạn nên thanh toán 30% và sau đó làm hồ sơ vay. Hồ sơ vay thì cũng ngân hàng Techcom nó cũng dễ lắm. Một là mình chứng minh bằng nguồn thu bằng tiền mặt, là có xác nhận của công ty, hai là có lương chuyển khoản thì càng tốt. Thì mình chỉ cần xác nhận thôi. Ví dụ như rằng là bây giờ bạn đang vay 1 tỷ 2 mà mình đang vay, mình bỏ ra 360 triệu thì mình sẽ vay nó rớt đâu vào tầm khoảng là 900, mình rớt đâu vào tầm khoảng là 900 đi, vay tầm khoảng đấy thì cái đây nó cũng là một cái phương pháp thôi Hạnh, nó dễ lắm. Bây giờ bạn lấy 900 triệu nhá, mình chỉ cho bạn là bạn lấy 900 triệu bạn chi cho 420 tháng, tức là mình làm vay dài luôn, maximum luôn là 35 năm, lấy 35 năm nhân với 12 tháng là bằng 420 tháng. Lấy 900 triệu đó, lấy 940 900 900 lấy 900 triệu đấy, khoảng 900 triệu đấy thì mình chi cho 800 chứ. 840 triệu, mình lấy 840 triệu thì mình sẽ chi cho 420 tháng là xảy ra tiền gốc. Hạnh Hạnh lấy vít ghi công thức nhá, để mình tính được là cái mức mà mình có thể trả được cho hàng tháng ấy, là lấy 840 triệu. Ví dụ mua căn 1 tỷ 2, bạn bỏ ra 360 triệu, lấy 800 còn lại vay ngân hàng là 840 triệu thì mình sẽ chi cho là 420 tháng là ra tiền gốc. Cái đấy là mình, tại vì sau này sau hết cái thời gian ưu đãi của chủ đầu tư 21 tháng thì mình sẽ trả cả gốc cả lãi cho ngân hàng. Thì mình sẽ chi như vậy, tạm tạm tính là như vậy. Thực ra là mình chỉ còn 33 năm thôi, cho nên đáng lý ra là mình sẽ lấy là gì ạ? 33 năm nhân với lại 12 tháng là ra số số tháng còn lại. Tại vì trong vòng 21 tháng kia là mình đã đâu có trả gì đâu, mình đâu có trả gốc đâu, đúng không? Cho nên là gì ạ? Mình chỉ còn 33 năm thì mình nếu mà đính chính xác về cái bài toán thì là mình sẽ lấy là gì ạ? 840 tháng chi cho là 35 năm nhân với lại 12 tháng là ra số tiền gốc mình cần trả của một tháng. À. Rồi, thì đó là ra số tiền gốc, số tiền lãi thì mình sẽ tương tự. Ví dụ như bây giờ mình đang tính rằng là tại thời điểm của 21 tháng sau, lãi suất của ngân hàng là tầm khoảng 11%. Một số bạn thì sẽ tính là 10%, nhưng mà tính nghĩ rằng là các bạn cứ nên tính dư ra một chút thì nó sẽ hay hơn. Là mình tính 11% luôn thì mình sẽ lấy 840 nhân với lại 11%. 11% chi cho 12 tháng là sẽ ra cái số tiền lãi
mà mình cần phải trả hàng tháng, thì mình lấy cái số tiền lãi mình chi cho được chưa ạ? À? Hạnh chi được chưa Hạnh ơi? Chi được chưa đó? Hạnh ơi. Rồi, tiếp theo ha. Thì số tiền lãi đó là mình sẽ cộng với cái tiền gốc mà lúc nãy mình vừa chi ấy, thì nó sẽ ra là gì ạ? À? Cả lãi cả gốc, cái tháng đấy là maximum cao nhất mà mình cần phải trả cho ngân hàng. À, và bạn chỉ cần biết rằng là cái số tiền mà cao nhất đó, nếu như mà bạn trả được cho ngân hàng thì bạn nên mua. À, tôi khuyên bạn là nên mua luôn. À, đừng chần chờ gì nữa, tại vì cơ hội nó sẽ không đến nhiều lần đâu. Với một cái sản phẩm của Vin đó là gì ạ? À, tôi chia sẻ luôn, có một số người nói với tôi rằng là sản phẩm của Vin làm bán với cái dòng mà tầm khoảng là gì ạ? Từ 1 tỷ cho đến 2 tỷ, vậy là sản phẩm của trung cấp và thấp cấp hay sao? À, tôi xin nói với các bạn đó là gì ạ? À, với Vin thì không có định nghĩa đó là sản phẩm gì ạ? Trung cấp hay là thấp cấp. À, tất cả những sản phẩm của VinCity đều đáp ứng theo tiêu chí là cao cấp. Tuy nhiên là gì ạ? Vin đã làm nhỏ lại cái phần diện tích và cái mức giá của nó được linh hoạt hơn. Tại vì tôi cũng nói chia sẻ các bạn rồi đấy. Chất lượng của VinCity quận 9 thì hay là VinCity ở Hà Nội ấy, Gia Lâm ấy không không thua gì so với lại Tham City ở Hà Nội, hay là ở VinCity quận 9 cũng không thua gì so với sản phẩm với lại Vinhome Central Park đâu các bạn. Nó còn được tổ hợp nhiều cái tiện ích lớn hơn nữa. À, ví dụ như là ở sản phẩm của Vinhome Central Park đi, hoặc là ở ngoài Tham City đi, chúng ta chỉ có công viên, nhạc nước hoặc là trường học, đúng không ạ? Nhưng mà đối với sản phẩm của VinCity, dòng VinCity được hội tụ nhiều hơn. Ví dụ như công viên ở VinCity quận 9 á, ở Gen Bắc á, thì các bạn biết rồi, nó lên tới 36 hết. Và nó có rất nhiều cái sân thể thao, hàng ngàn máy tập thể dục được bố trí xung quanh những cái công viên đó và những tiểu công viên tại nội khu. Ở ngoài ra thì sao ạ? Hệ thống các trường học, bệnh viện đều có rồi. À, và ngoài ra nó còn có cả nguyên một cái nhà hàng tiệc cưới ngoài trời dành cho các đôi uyên ương, là các cặp vợ chồng trẻ chuẩn bị cưới. À, nếu như các bạn muốn tổ chức thì khoảng chừng 2 năm nữa là khu vực của mình đã hoàn thành và các bạn có thể đăng ký để tổ chức luôn. Rồi, bạn tính nhận được số tiền rồi đúng không ạ? Rồi còn cái câu hỏi nào không? À, lúc nãy tôi thấy có một cái câu hỏi của một bạn. À, chờ tôi một tí. Tôi thấy có một cái câu hỏi của bạn nào đang hỏi đây mà tôi thấy nó chạy nhanh quá. Có bạn nào có câu hỏi dành cho Vin nào không ạ? Thì các bạn cứ cứ bấm đi nhá. Xin chào chị Thoa. À, với sản phẩm buổi sáng Hạnh có hỏi một câu đấy, Hạnh nhớ không? Hạnh hỏi mình rằng là sản phẩm của Vin thì cái phí quản lý nó như thế nào. Ngày hôm hôm qua thì qua đây tôi cũng muốn nói luôn cho tất cả các bạn môi giới, nếu như những bạn nào mà bán sản phẩm của Vin thì sẽ có một chính sách vô cùng đặc biệt dành cho những bạn bán Vin, là những bạn tham gia vào môi giới bán Vin của các đại lý F1 và F2 cũng được. Nếu như các bạn bán Vin ấy thì các bạn sẽ được chủ đầu tư có một chính sách đặc biệt, và chính sách này thì tôi nghĩ rằng là nếu như tại vì qua đầu tuần thôi thì sẽ được được bên chính sách, bên chủ đầu tư sẽ ra thông báo luôn và sẽ được áp dụng luôn cho các bạn đấy. Chính sách này tôi nghĩ rằng là nếu như mà các bạn làm Vin rồi các bạn sẽ thấy vô cùng happy, tại vì không có cái nào tốt hơn được nữa. Ngày xưa tôi mua nhà tôi chỉ ao ước làm sao mà có chủ đầu tư hỗ trợ được mình mua nhà một cách nó dễ dàng nhất thôi, chứ cũng chưa nghĩ được rằng là chủ đầu tư lại cho mình quá nhiều cái lợi điểm, cũng giống như là hỗ trợ mình hết sức cho cái việc mua nhà. Tại vì các bạn biết đó, với cái sự kiện mà ngày 12 ngày mùng 2 tháng tháng 12 này của chúng tôi là tham gia là gì ạ? À? Gần 15.000 môi giới, thì Vin nhắm tới là gì ạ? À? Các bạn môi giới không thì đang nằm ở trong cái độ tuổi từ 25 cho đến 35, thì các bạn ấy cũng luôn luôn khao khát muốn mua nhà của Vin và sở hữu căn hộ của Vin, cho nên là gì ạ? À? Vin rất ưu đãi cho những bạn là gì ạ? À? Có cống hiến đối với Vin, cho nên sẽ có một chính sách vô cùng tuyệt vời nha các bạn. À, các bạn nhớ chờ, tôi sẽ cập nhật cho các bạn khi có Vin ra thông báo luôn, thì tôi sẽ cập nhật luôn cho các bạn luôn để các bạn nắm và các bạn lấy đó làm động lực để mà mình làm Vin chỉ trong vòng 1 năm hoặc thậm chí là 6 tháng thôi là mình có thể mua được nhà luôn rồi. À, và tôi cũng thấy ngày hôm qua khi mà chúng tôi qua cái team building xong á, thì chúng tôi vô cùng biết ơn với những cái ý nghĩa sâu sắc của chủ đầu tư dành cho tất cả các bạn môi giới.
Bạn Hạnh hỏi là gì ạ? Phép tính đó sau bao lâu mình trả hết 35 năm luôn hả? Nếu quá trình chi trả, mình có thể thanh toán trước có được ưu đãi gì thêm không? Khi mình mà vay của ngân hàng mà qua hết cái thời gian ưu đãi của chủ đầu tư là trả 21 tháng đối với sản phẩm Hà Nội đó Hạnh, thì phần còn lại là mình muốn trả, ví dụ như là sau tiếp 3 năm nữa mà mình muốn trả sớm, mà mình chỉ muốn trả hết bất kỳ lúc nào thì mình có thể trả được và mình kết thúc với ngân hàng, không phải nhất thiết là mình chờ đợi 35 năm đâu bạn. Vì yếu tố ngân hàng á, là họ có một cái điều kiện đó là gì ạ? Trong quá trình mình vay trước 5 năm thì họ sẽ có một cái phần lãi suất phạt nhẹ. Ví dụ như với ngân hàng Tech á, thì họ chỉ phạt nhẹ ví dụ trong 2 năm đầu, thì các bạn tham gia Vin rồi các bạn không cần quan tâm đến 2 năm đầu nữa vì đã có Vin hỗ trợ trong vòng 2 năm đầu là Vin chịu trách nhiệm hết. Thì ngân hàng Tech nó chỉ phạt có 1% trên số tiền mình thanh toán trước hạn. Ví dụ như mình thanh toán trước 100 triệu thì là nó phạt 1% trên 100 triệu. Nhưng trong vòng 21 tháng đối với sản phẩm Vin thì tôi nhắc lại một lần nữa là các bạn chỉ cần trả trước thôi, trả trước vài ngày đấy thôi thì là được chủ đầu tư hỗ trợ luôn cái phần lãi suất trả trước hạn. Thì điều đó có nghĩa là các bạn chỉ còn một thời gian ngắn là trong quá trình 3 năm tiếp theo là các bạn có tiền thì các bạn có thể trả, hoặc là có tiền các bạn không nên trả cũng được, các bạn để dành sau này đầu tư một cái gì đó. Tại vì với cái số tiền mà như tôi nói một căn 1 tỷ đó, tháng chỉ trả trong vòng khoảng chừng 5 đến 6 triệu ấy, nó giống như bằng cái tiền mà mình thuê mình đi thuê nhà đấy, thì các bạn nên 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 nên, nên để, và đến khi nào mà mình gom số tiền một lần một lúc thì mình trả hết cũng được, nó vô cùng tốt luôn. Chứ không phải nhất thiết là bắt buộc phải là 35 năm mới trả đâu bạn. Thường thì giống như ngày xưa tôi mua căn nhà đầu tiên ấy, ở The Dream Home, tôi cũng vay ngân hàng. Lúc đấy ngân hàng nó chỉ cho vay tôi maximum là 15 năm thôi. Thì tôi cũng để vay maximum lâu. Một số khách hàng thì khách hàng không biết, khách hàng cứ sợ là vay nhiều quá, lâu quá thì mình sẽ phải trả lãi lâu. Nhưng mà tôi thì một trong những người cũng làm về tài chính, cho nên là khi phê phân tích ngân hàng ấy thì cái vấn đề là gì ạ? Sau 5 năm là mình trả là hoàn toàn vô tư và không bị phạt bất kỳ yếu tố gì cả. Cho nên là gì, mình cứ may maximum đi. Mình biết đâu được. Tại vì số tiền ban đầu của mình đã bỏ ra mất một cục rồi, nó tương đối lớn rồi. Cho nên là gì ạ? Mình giảm cái số tiền hàng tháng của những cái năm kế tiếp theo á, làm cho cái đầu óc mình nó nhẹ nhàng một chút để mình tập trung vào cái việc mà mình làm ăn và mình tạo ra nhiều giá trị. Rồi khi đó mình có nhiều tiền, mình tăng được cái lượng tiền của mình hơn thì lúc đó mình trả trước là xong, nó khỏi phải đau đầu. Tại vì sau 5 năm thì trả đâu có bị vấn đề gì đâu ạ. Và ngân hàng nó cũng đã không phạt rồi. Cho nên là với tôi là sự lựa chọn hoàn hảo nhất vẫn là về maximum nhất có thể cho cái việc mà quá trình mình vay. Hạnh hiểu được yếu tố này không Hạnh? Cho nên là cứ vay maximum nhá, đừng lo về cái khoản đấy. Rồi. Cái câu của Trương. Câu hỏi của Trương là gì? Không lấy được hàng á. Lo trong đợt này không không lấy được á, tình hình đặt chỗ Vin quá nhiều á. Thì giống như tôi nói các bạn rồi đấy, là chủ đầu tư đương nhiên các bạn phải hình dung là một chủ đầu tư khi mà họ làm sản phẩm ra là họ mong muốn là họ để bán và bán một cách nhanh nhất, chứ không phải là mình giữ lại hàng, vì đó không phải là nguyên tắc của những chủ đầu tư lớn. Thì với Vin á, thì vừa rồi đã thống kê là số lượng đặt chỗ là hơn 20.000 khách hàng tại Vinhome quận 9, tại VinCity quận 9, được đặt tên đó là Vin VinCity Gen Bắc. Rồi thì các bạn biết rồi đấy, cho nên là chủ đầu tư biết rằng là cái lượng mà 10.000 căn ban đầu là không đủ đáp ứng, cho nên là chủ đầu tư sẽ ra luôn phân khu thứ hai là với tương ứng nữa là khoảng hơn 10.000 căn nữa để đáp ứng được cái thị trường cho các bạn bán hàng, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Và mình cứ vẫn cứ chạy, và khách hàng có nhu cầu quan tâm thì nói khách hàng là nên đặt chỗ. Tại vì là sắp tới ngày hôm qua có một cái ý kiến thêm đó là gì ạ? Nếu như những khách hàng nào chắc chắn mua thì chúng ta sẽ chuyển luôn cái tiền đặt chỗ đó qua bên chủ đầu tư luôn, và để chủ đầu tư nắm luôn được cái tình trạng và sẽ ghép căn luôn cho khách hàng. Khi ra hàng thì khách hàng chỉ cần gì ạ? Lên ký luôn thôi. Ok. Cho nên việc lượng hàng hóa thì các bạn không cần lo nhé. Các bạn có còn câu hỏi nào liên quan đến việc mà bán hàng được không? Và cũng giống như các bạn nào đang quan tâm đến Vin mà mình muốn mua nhà đấy, mình có những câu hỏi nào thì mình cứ note đi ạ.
Có vẻ là bây giờ là các đội ngũ của Vin, đặc biệt là đối với các đội ngũ của Keller của chúng tôi thì chắc là các bạn ấy đã được thông suốt rồi đúng không ạ? Được training liên tục rồi. Cho nên là bây giờ là gì ạ? Chỉ sẵn mài dao mài gươm thôi đúng không? Là đi ra ngoài là các bạn tư vấn cho khách hàng và giúp được khách hàng mua nhà được rồi đúng không ạ? Hả? Tính theo gốc và lãi là 9 triệu 7 một tháng. Thì mình đang tính là trong quá trình là 35 năm đấy. Nhưng mà cái 9 triệu 7 đấy là cái con số mà lớn nhất đấy Hạnh. Cái con số tháng đầu tiên nhiều nhất. Tháng đầu tiên mình vay lớn nhất. Cho nên mình mới trả con số đó. Còn lại những tháng sau á, mình sẽ trừ đi cái tiền gốc. Tức là đương nhiên là khi mà ngân hàng cho vay á, thì nó sẽ chạy luôn một cái bảng lãi cho bạn luôn. Mà cần thiết nữa thì qua đầu tuần đi kênh sở hữu luôn cho bạn luôn. Để bạn nắm thêm. Làm luôn đúng cái căn đấy luôn và gửi luôn cho bạn luôn để bạn biết. Mình đang nói là 9 triệu 7 này là cái mức maximum nếu bạn làm đúng công thức nhé, tại vì vì tính chưa kiểm tra là đúng hay không. Nhưng mà đúng cái công thức này tính đọc ấy thì là nếu mà bạn tính ra được là 9 triệu 7 thì đó là cái chỉ là cái tháng cao nhất thôi. Sau này nó sẽ là dư nợ để giảm dần vì hàng tháng mình có trả cái tiền gốc. Hành hiểu không? Đó, ví dụ như là với 9 triệu 7 đó thì hai vợ chồng mà lương tháng thu nhập 20 triệu thì mua được rồi. Thay vì mình phải trả ngân hàng mà mình đi thuê nhà trọ hay là thuê phòng trọ thì mình lấy cái tiền đó mình tăng thêm một chút để mà mình có thể mua được nhà luôn và mình ở được luôn. Có một câu mà Hạnh hôm nay không thích nhắc đến là vì Hạnh nói rằng là có những người bạn của Hạnh ở những cái khu chung cư thì xong thời gian 1-2 năm thấy nó tường nó bong tróc rồi là nó không được happy lắm khi ở chung cư. Thì tình cũng nói luôn cái việc mà chung cư á, khi mà nó được phân ra là gì ạ? Chung cư mà cái dạng mà chung cư trung cấp và thấp cấp ấy thì thường nó hay bị cái tình trạng đấy. Vì sao ạ? Cái phí quản lý của chung cư nó cũng vô cùng quan trọng. Nếu các bạn mua nhà các bạn phải để ý cái phí quản lý là gì ạ? Phí quản lý là cái phí mà để chi trả duy tu bảo dưỡng hành lang thang máy điện nước của khu vực chung và người dọn dẹp vệ sinh cây cảnh và đồng thời luôn là những cái việc mà giúp cho cái việc mà một chỗ mình ở đó nó được là gì ạ? Bảo vệ này, ví dụ như là bạn mà trả 3.000 chẳng hạn thì đương nhiên rằng là bây giờ vật giá nó tăng lên rồi là nhân công nó cao lên thì chủ đầu tư họ đâu có thể thuê được một cái lớp bảo vệ hoặc là 2-3 lớp để mà bảo vệ cho mình tốt hơn đâu, đúng không? Đúng rồi Hạnh, giảm dần hàng tháng đó. Thì chính vì như vậy cho nên là cái tiền phí quản lý là tiền để đưa vào vận hành tòa nhà và giúp cho cái chất lượng dịch vụ của mình nó tốt hơn. Với Vin á, thì ở tại Vinhome Central Park là tôi có nhà ở đó thì nó cái giá của nó thì nó cao hơn vì nó đã được xác định là mức của căn hộ cao cấp. Cho nên là tôi mua gói luôn hàng năm luôn ấy thì là tôi mua gói sỉ luôn là trả trong vòng 5 năm luôn thì nó là 13.000. Còn với ở như Vin và cái mức mà không mua sỉ mà trả hàng tháng là 19.000. Còn với ở như quận 9 và những sản phẩm của Vin VinCity á thì VinCity thì nó sẽ mềm hơn và cái giá tôi được biết là nó tầm khoảng 7.000 đồng thôi, tính cho diện tích thông thủy. Ví dụ như là diện tích tim tường nhà bạn là 55 nhưng mà thông thủy nhà bạn là 50 thì bạn lấy cái diện tích 50 mét á, là thông thủy là gì? Thông thủy có nghĩa rằng là cái phần diện tích không tính tường là những diện tích mà lọt lòng để sử dụng được thì bạn lấy diện tích 50 bạn nhân với lại 7.000 thì nó ra là 350.000 đúng không? Đã 350.000 một tháng. Những cái dịch vụ ví dụ như về trường học hay là bệnh viện thì các bạn biết rồi, nó sẽ tùy theo cái mình mong muốn. Ví dụ như là mình muốn con mình học bình thường, ví dụ như là học ở như những cái trường công lập chẳng hạn thì tại ở như những cái khu vực mà quận 9 ở ngoài hoặc là Gia Lâm thì chẳng hạn nó vẫn có những cái trường nhà nước. Còn đương nhiên là học ở trong Vin thì cái chất lượng giáo dục của nó sẽ cao hơn, cho nên là gì ạ, nó sẽ là gì mắc hơn. Tôi ví dụ như là hai đứa con của tôi á đang học ở trong Vin thì tôi đóng luôn cái gói, tôi mua luôn cái gói 1 năm của nó thì là gì ạ? Nó chỉ mất tầm khoảng là ví dụ như tôi mua cái gói mà hỗ trợ của cư dân mà mua nhà thì nó có gói hỗ trợ cho 1 năm đi học á thì nó chỉ 50 triệu thôi. Còn nếu không á thì mình đóng sỉ 1 năm thì cũng tầm khoảng 70 cho đến 80 triệu cho 1 năm. Nhưng mà con học là theo chất lượng quốc tế và nó cực kỳ tốt. Với những cái trường quốc tế khác thì tôi cũng đã đi xem rồi, có những trường lên 200 hoặc 500 triệu hoặc là 400 triệu cũng có. Và chất lượng giáo dục thì tôi thấy giáo trình của nó cũng xem mà ở Vin á thì 80 triệu một năm thì đối với bé học lớp 1 thì tôi thấy nó cũng hoàn toàn hợp lý. Vì vì sao ạ? Vì mình muốn con mình học chất lượng quốc tế mà, cho nên là cái giá đó thì là cho một cái chương trình mà được cái phiên bản mới nhất.
và nhiều cái tiện và nhiều cái chương trình mà giáo dục được đưa vào ấy của quốc tế thì tôi thấy nó cũng không phải là đắt. À, tùy theo về cái vấn đề của mình thôi, mình muốn con mình học ở đâu. Có những người ở tại Vinhome Central Park ví dụ như cùng với chúng tôi chẳng hạn, nhưng mà họ vẫn cho con học ở trường ngoài, thậm chí là họ cho học cái trường nhiều tiền hơn, hoặc thậm chí có những người họ vẫn cho con học trường nhà nước, chả sao cả. Em chào chị Châu. Cho nên là cái việc chất lượng cũng giống như cái việc mà bệnh viện cũng vậy, thì mình đi vào bệnh viện quốc tế thì nó cũng sẽ khác so với lại mình đi vào những bệnh viện của nhà nước. À, hiện tại tất cả những cái vị trí của VinCity thì đều được là nằm ngay khu dân cư, cho nên là gì ạ, mình không thích xài quốc tế thì mình xài nhà nước vẫn được, cho nên là không phải là mình ở trong Vin thì bắt buộc mình phải xài của Vin đâu, đúng không ạ? Giống như mình ở trong Vin nhưng mà mình vẫn đi chợ ở ngoài là bình thường. Không, nó là có hai chương trình nhé bạn. Một cái chương trình là song ngữ, là học để mà đi du học là song ngữ thì nó học tiếng Anh nhiều hơn, và một chương trình nâng cao. Song ngữ thì là nó rớt vào tầm khoảng là nếu như mà đóng nguyên một năm ấy thì tầm khoảng là 180 triệu. Còn nếu như con của mình ấy thì đang học trường nâng cao, học cái hệ nâng cao, nhưng mà hệ nâng cao ấy thì một tuần nó cũng được học tầm khoảng là mười mấy tí tiếng Anh thì cũng rất là tốt. Và mình thì mình vẫn cho con mình học ở cái hệ nâng cao, cho nên là nó chỉ tầm khoảng là 80 triệu thôi, chứ nó không mắc đâu. Và sau này thì mình nghĩ là mình là định để là qua đến cấp 2 á thì mới cho con học về song ngữ nhiều hơn, tại vì bây giờ các bé còn đang nhỏ, cho nên là gì ạ, mình cứ cho các bé học từ từ không sao cả. Con mình học ở đấy rồi thì mình ít khi mà phải cho các bé đi học thêm ở ngoài lắm. Tại vì bây giờ có rất nhiều bố mẹ, thì đương nhiên mỗi người một quan điểm về nuôi dạy con, nhưng mà có rất nhiều bố mẹ là khi con học ở trường xong rồi cho con đi học thêm ở như những cái chỗ khác nữa. Mình thấy như vậy nó rất là cực cho các bé. À, và các bé nó cần có thời gian, cần có tuổi thơ mà để mà chơi nữa đó. Cho nên là con của Tĩnh học ở đấy, Tĩnh xem tất cả những giáo trình thì Tĩnh thấy đều ok, good hết rồi. Cho nên là gì ạ, về hỏi thì bé đều 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 đều, đều biết hết. Kể cả phần tiếng Anh cũng vậy. À, bé cũng biết đọc luôn và biết giao tiếp thì mình thấy nó tương đối ổn. Cho nên là mình cứ tham gia vào học hệ nâng cao của Vin là được rồi. Chào anh Tommy Hồ. Còn ai có câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì mình 3 phút nữa thì mình sẽ kết thúc nha. Tại vì Tính cũng sẽ có một cái cuộc họp online á. Cho nên rằng là thấy các bạn môi giới thì không thấy bạn nào đặt câu hỏi hết. Và điều đó có nghĩa là các bạn cũng đã thông suốt hết rồi. Các bạn nên tư vấn cho khách hàng. Đối với những cái bạn mà đang có lượng khách hàng ấy, thì mình nhớ chăm khách hàng và update cho khách hàng về thông tin liên tục. Về cái việc mà phương thức thanh toán của Vin cũng đã có rồi. Là tôi nhắc lại cho các bạn đó là gì ạ? Khách hàng ký hợp đồng, khách hàng chỉ thanh toán có 10% thôi. Phần còn lại là gì ạ? Được chi nhỏ có 3 tháng 1, 10%, 3 tháng 1, 10%. Điều đó có nghĩa là 30% vốn tự có ban đầu khách hàng thanh toán tới trong vòng 6 tháng liền. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn cứ hãy xem đi ạ. Ở đâu đó xung quanh chúng ta, tất cả những cái người thân, những người bạn bè của mình, họ chưa có nhà, thì các bạn nên đưa cái thông tin của Vin này đến cho những người thân của mình. Vì đôi khi là có những người thân của mình họ không biết được có những cái thông tin tuyệt vời đó. Ví dụ như tôi khi mà tôi chia sẻ cho, ví dụ bạn Yến Ly cũng là một trong những khách hàng của tôi đi chẳng hạn, thì tôi chỉ đi ăn trưa với bạn ấy thôi, thì bạn ấy nói là bạn đang có nhu cầu là muốn mua nhà cho mẹ đấy. Thì tôi thấy rằng là gì ạ, tôi chia sẻ ra một phát là bạn Yến Ly bạn nó ok ngay lập tức, tại vì là bạn ấy cũng là một người quá bận rộn với công việc và bạn ấy muốn mua nhà nhưng mà lại cũng không muốn bỏ ra cái số tiền quá lớn, mặc dù bạn đang có tiền nhưng bạn lại vẫn muốn đầu tư vào nhiều cái việc khác. Thì khi mà tôi chia sẻ ra cho bạn phát đó, thì bạn bạn bảo là ô sao nó dễ quá, vậy thì mình nên mua thôi, chứ trần chờ để gì nữa, đúng không ạ? Và ở Vin á, thì có một điều đặc biệt đó là các bạn mua giá giai đoạn đầu lúc nào cũng là tốt nhất, vì mỗi một đợt Vin bán thì đều sẽ tăng giá, và dự kiến của Vinhome trong VinCity trong quận 9 thì mỗi một đợt mình bán nó sẽ tăng 10% giá. Cho nên là những anh chị nào mà đang quan tâm đến Vin và muốn mua nhà thì mình nên mua giá giai đoạn đầu, và Vin nói là làm, cho nên các anh chị đừng có phải chần chờ là ở coi ông này ông làm như thế nào cả. Vì tôi đã trải qua quá trình là làm việc với Vin 5 năm rồi, cho nên tôi rất hiểu rõ về những cái phương thức của Vin và những cái hỗ trợ của Vin. Hãy yên tâm khi mua hàng của Vin, và các bạn môi giới các bạn cũng hãy yên tâm khi bán hàng của Vin. Các bạn bán hàng của Vin xong rồi á, là các bạn cũng là một trong những khách hàng, cũng là khách hàng của Vin, vì các bạn cảm thấy một sản phẩm nó vô cùng tuyệt vời và các bạn cũng muốn mình sở hữu một căn nhà ở đó. Khách ở tỉnh thì ngày mở bán không xuống được, đăng ký không mở bán không xuống, không xuống cái gì Vân, đăng ký không chị là sao Vân? Khách ở tỉnh thì rất dễ,
là khi cái ngày mở bán ra, các bạn cứ gửi những cái thông tin trước cho khách hàng, ví dụ như là về phương thức thanh toán, giá thì mình gửi cho khách hàng ok lựa chọn được căn. Tại vì là gì ạ, trong cái phiếu đặt mua của mình ấy là mình luôn luôn ghi rõ nhu cầu của khách hàng. Nhu cầu của khách hàng bao gồm những yếu tố gì? Thứ nhất là mua căn hộ một phòng hay là hai phòng, và cái hướng của họ, họ có xem phong thủy, họ có cần hướng nhà hay không, hướng đông tây nam bắc gì đấy. Và cái yếu tố thứ ba đó là tầng, tầng thấp hay tầng cao. Thì khi đó khách hàng đã nốt vào rồi thì mình dựa vào cái nhu cầu đó của khách hàng, khi có bảng giá ra thì mình gửi cho khách hàng liền, để mình ráp căn cho khách hàng và mình báo cho khách hàng là cái căn này như vậy anh chị có lựa chọn hay không. Nếu anh chị lựa chọn thì là gì ạ, ok xuống tiền luôn. Và mình sao sao ạ, và mình sẽ nhờ khách hàng nhắn tin xác nhận bằng tin nhắn, bằng email là chấp nhận là chuyển cọc cái căn đó. Thì ở đây một mặt làm gì ạ, tiền của khách hàng cũng đã được đẩy sang chủ đầu tư, và chủ đầu tư sẽ có một cái lịch hẹn cho khách hàng xuống ngày ký, ký thỏa thuận đặt cọc thôi. Nó đơn giản mà em, khách hàng ở nước ngoài mà Viên vẫn đáp ứng được mà. Ở nước ngoài mình có thể gửi gửi qua nước ngoài cho khách hàng ký luôn mà. Cho nên việc khách hàng ở tỉnh thì không có ảnh hưởng gì hết á. Ok, sang tuần thì tớ sẽ nhờ một bạn ở Hà Nội luôn, tớ sẽ hỗ trợ bạn về cái việc mà bạn đi xem nhà. Bạn nên đi xem nhà mẫu ở Hà Nội là đã được đi xem nhà mẫu rồi đó Hạnh ơi. Đi xem nhà mẫu đi rồi rồi lúc đó mình sẽ quyết định mình lựa chọn mẫu căn nào. Và có một điều nữa tính chia sẻ luôn là các bạn môi giới ấy, các bạn nên học thông tin sản phẩm một cách nhuần nhuyễn và nắm bắt được layout, thiết kế. Cái layout của một sản phẩm vô cùng quan trọng, vì cái layout là cái mà chủ đầu tư sẽ xây nhà và làm sản phẩm ra y chang cái layout. Nhà mẫu thì sẽ là đa dạng mẫu nhà, cho nên chủ đầu tư sẽ lựa chọn một số mẫu ở trong cái thiết kế layout của mình để làm mẫu điển hình thôi, và để cho khách hàng xem những cái vật liệu bàn giao nhà của mình thôi. Cho nên là gì ạ, các bạn hãy để ý và phải xem cái layout nhé. Kể cả Hạnh cũng vậy, khi bạn đi mua nhà thì bạn cần phải xem cái layout. Bữa sau tôi sẽ livestream cho các bạn thử về một cái mặt bằng layout và hướng dẫn luôn cho các bạn xem luôn cái cách layout của mình. Tại vì cái layout là cái liên quan đến thiết kế mà chủ đầu tư sẽ không đổi. Khi nào chủ đầu tư đổi thiết kế thì chủ đầu tư sẽ báo, nhưng mà khi đã công bố layout cái bán hàng rồi thì chắc chắn 100% đó là gì ạ, cái mặt bằng của căn nhà mình nó sẽ phải dựa trên cái layout nhà để mà là gì ạ, biết được cái thiết kế bố trí nó, và sau này khi mà mình nhận nhà nó sẽ y chang như vậy. Có một số bạn sale các bạn không học kỹ cái điều này, các bạn cứ dẫn khách hàng đi vào nhà mẫu và nó là gì ạ, cái căn này nó giống như cái nhà, cái layout cái căn này nó giống như layout, nhưng đến khi mà ra nhà xong rồi là chốt quốc hết trơn. Cho nên là tôi khuyên rằng là các bạn, đặc biệt các bạn trong killer và các bạn đang làm môi giới, các bạn hãy nên nghiên cứu kỹ về layout để giúp cho khách hàng có một sự lựa chọn chuẩn xác hơn, chứ đừng có để cho khách hàng mua xong rồi sau này thất vọng về cái việc rằng là thứ nhất là tư vấn xong đấy các bạn lại đổ lỗi là do chủ đầu tư. Không phải, chủ đầu tư không bao giờ làm sai về những yếu tố đó, vì họ biết họ đang làm gì mà. Cho nên mình hãy là người hoàn chỉnh mình trước, và giúp cho khách hàng của mình được sự lựa chọn tốt hơn. Rồi, nếu như mà không còn một câu hỏi nào nữa thì tính sẽ hẹn các bạn lại vào cái buổi livestream tiếp theo. Và buổi livestream tiếp theo thì tính sẽ chia sẻ đối với những một số khách hàng đầu tư với sản phẩm của Vin, tính sẽ chia sẻ cái công thức làm sao để đầu tư. Thực ra tính có một căn nhà ở trong Vin á, thì cũng là do một cái sản phẩm là tính cũng sử dụng bài toán đầu tư thôi, và sau này mình sẽ dư ra được một căn hộ để mà mình ở hoặc mình cho thuê. Và chính vì như vậy cho nên là gì ạ, tính sẽ buổi sau tính sẽ nói về đầu tư hơn, kỹ hơn nữa để cho giúp cho các bạn đầu tư được cái dòng sản phẩm của Vin. Có những người đầu tư ở Vin thì thắng, nhưng có những người đầu tư ở Vin thì lại đầy thua và thậm chí là không ăn thua, và nói rằng là tại sao tôi mua nhà mà lại không không ra được hàng. Tại vì cái việc mua nhà nó hoặc việc đầu tư á, thì nó phải dựa vào rất nhiều yếu tố, chứ không phải là bất kỳ sản phẩm nào cũng vậy, cũng phải dựa vào yếu tố, nhiều yếu tố để cộng hưởng, và mình sẽ lọc được cái sản phẩm mà mình đầu tư. Vì nguyên tắc của đầu tư nó sẽ đi khác hơn so với lại cái nguyên tắc của người mua ở một chút, và buổi sau tính sẽ nói về điều này nhiều hơn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn một buổi tối ngon giấc và hạnh phúc bên gia đình. Bye bye.